trầm luân thái điều do chữ tại lần con kia. Tại là bởi tại tại gì, nói gọn là tại tham sân si mà. Trăm năm trong cõi người ta, đầu nguồn khổ hận chính là cái tham. Vì không có chữ tham lam mà lấy chi nhân gọi lầm than như vậy. Bốn phương Nam Bắc Đông Tây, thải do tại bị tham này nhiều dương. Các chi ngựa chứng không cương, hất tung xuống vực người đang cưỡi mình. Tham danh tham lợi tham tình, tham phúc lộc thọ cương nên bồn bàn. Vì tham mà dạ chẳng an, có mong có nữa tham càng tham hơn. Nhân sinh một kiếp vô thường, có ai dạng họ vô cương bao giờ. Vì tham cái họ du dơ, nên bao kẻ học đòi chúa thủy hoàng. Đi tìm quyền hoặc tiên đan, những mong bất lão để tràn sinh chơi. Nhưng thử xem ở trên đời, có ai thọ được tuổi trời ngàn năm. Chẳng qua quyền thoại sao đang đỡ buồn. Nhân sinh bất tế đạo thường, bóng câu qua cửa hạt xương treo cành. Kiếp người quả thật mong anh, nhưng bên trong có chữ thành kim cương. Chữ thành thể hiện thiên lương, để cho cuộc sống nên hương nên trầm. Ở đời mà có thành tâm, mà thì dù cuộc sống ngang tầm phù chú, nhưng bên trong cái hư phù vẫn long lanh cái thiên thu gương rằm. Trở về chữ tại trăm năm, mà tại lòng tham để mù tâm mặt trời. Để mù tâm cả nụ cười, chỉ còn suối lệ trào cơi hải hà. Tham danh tham lợi xa đàn, nhất là tham chính cái ta của mình. Cái ta của nhục của dinh, của lục dục của thất tình đau đau. Cái ta thọ mệnh là bao, chẳng qua một hạt mưa rào bể đông. Có thì có đó mà không, vậy mà sao lắm trong cái đọa đài. Cũng vì cái chữ tại này, tại
dập dồn sức quay. Sức nào tạo sức quay đây, sức tham sân giới si này chớ ai. Sức tham tạo lực dông dài, làm quay con vũ mãi hoài không ngừng. Làm sao cho con vũ dừng, hễ dừng chữ tại thì ngưng quay cuồng. Gầm ra trong cõi càng khôn, nguyên lai chữ tại cõi nguồn nhân duyên. Nếu không chữ tại làm nền, lấy gì tam giới dựng nên công trình. Ba gian nhà lửa trong kinh, đã cùng do chữ tại tạo sinh mà thành. Tại tham tham lợi tham danh, tham hương tham sắc tham mình tham tham. Tham ăn tham ngủ xa đà, tham mà chẳng đặng ắt là nỗi sân. Chữ tham mà nắng nghìn cân, thì chữ sân cũng mười phân kém gì. Lực tham đẩy bước mình đi, khác gì ngọn sông cuốn về biển đông. Lực sân như ngọn lửa hồng, tiêu tan cả vạn cánh đồng vì nhiêu. Bao công trình của tình yêu, nhân gian gây dựng rất nhiều cứu mang. Chỉ cần một thoáng soi gian, thế là nét đá tan vàng còn chi. Lửa sân hung hiểm cực kỳ, nó là cái lực tại vì thứ hai. Đưa người tới bước trong gai, để cho nhân thế rạc đài tâm thân. Nhất tham nhé tới nhị sân, mà tham sân nó rất gần gũi si. Bộ ba khắng khích cực kỳ, hễ có tham ác có si tham tài. Ba cô con gái nhà ai, bề ngoài hấp dẫn trong thời xấu xa. Con nhà họ tại ấy mà, tại vì tại bởi cho ta đoạn trường. Con người muốn rước an khương, phải thông dong giữa đạo trường an nhiên. Nhưng cái chữ tại không hiền, nó luôn đánh lẫn con đen mập mờ. Mượn màu tham đẹp như mơ, mượn mà ông ả như cô láng giềng. Lại còn đổi họ thay tên, chữ tham lại mạo danh nên chữ thành.
thành là thành đàn thành danh thành công thành tựu nghe hoành tráng sao thành nhân chi mỹ ngọt ngào à biết bao giọng ngữ gây bao não phiền gây bao giọng tương đảo điên à vợ trò dục bị xuôi nguyên tưng bừng khiến cho lực tại không dừng cứ gây cảnh chẳng đặng đừng tiêu ngươi tại vì gì tại thương ơi à, bao giờ mới tự tại đời tự do thằng bòn có cái quạt phú ông xin đổi ba bò chín trâu bơm răng bơm chẳng lấy trâu vì chân bơm đã thấu đầu tỏ đuôi rằng sinh ra kiếp con người chẳng chi quý bằng nụ cười hồn nhiên nụ cười tại chỉ thành tiên nụ cười tri túc siêu nhiên siêu thần nụ cười đương xứ tức chân nụ cười tự tại giảng xuân diệt thường vì sao âu lạc mười thương là vì cái tự tại nó nhường bước cho để cho quê mẹ thơm thơm nghìn năm còn chút dòng họ mang nhiên trở về chữ tại nhãn tiền bao đời nó quậy đảo điên nhân quần từ cái tham qua cái sân cái tham sân nó xoay dần qua si si là mê muội chớ chi mê muội mê mẩn mê si mê lầm chữ si hoặc chướng trong tâm phủ che lớp bụi mờ cắm mặt trời hỡi ơi hạt ngọc tâm người dương mang lớp bụi ngàn đời si mê ngọc mà phân qua thế kia lấy chi tỏa ánh diệu kỳ kim cương vì sao ta nhẫn mà dương là vì một cái chữ thương nhân mời một thương đã hại lụy đời huống chi nhân chín nhân mười lần thêm có điều thương cũng chẳng hiền là vì đối tượng chẳng bền chắc chi một là cái sắc hương kia xinh thì xinh thật thơm thì có thơm nhưng đâu giữ được trường tồn
bóng câu qua cửa ánh dương qua mành. Hai là tương tự tâm sanh, tâm thương thì xấu cũng thành dễ thương. Mà khi tâm đã ghét hờn thì mẫu đơn cũng xấu hơn hoa hèn. Cái tâm cái tướng bon chen, cái thương cái ghét cũng chèn lẫn nhau. Thương mà không được thì đau, thương mà cắt mạch thì sầu ba thu. Huống chi thương nó ngục tù, huống chi thương nó ao tù quẩn quanh. Huống chi thương nó đành hành, nó xe màn nhện dệt thành cùng công. Cái thương mê mỗi cái lòng, mà tiêu ma trí tuệ suy vong tinh thần. Đưa người tới chốn dòng thân, tự dưng đánh mất cái chân tâm mình. Chỉ còn mường tượng bóng hình, của ai ai đó cho mình đây. Thương ơi mặt mũi xưa nay, tự dưng cho cái thương này mà đau. Thương và đau đi với nhau, như dây trầu với thân cao đi cùng. Một duyên hai nghiệp não nùng, đó duyên ấp đó nhịp chúng điệu dần. Duyên là duyên nợ theo nhân, nghiệp là nghiệp chướng theo thân tâm này. Nợ duyên nghiệp chướng sâu dày, cũng vì một chữ si này mà ta. Sân si ấy tam mạng, cũng là tam độc, cũng là tam tai, tạo nên lực tại giống dài. Tại vì bởi tại cho ai não phiền. Ở đời nếu có thần tiên, lạ gì nhất nhật nhàn nên tiên thần. Nhàn là tự tại thanh tâm, là công bị tại nó dần nó xoay. Vượt qua ba cái lực này, ắt là hành giả nhập ngay niết bàn. Ở đời không tại mới an, ở đời bị tại thì tan tác đời. Coi chừng bị tại ai ơi, trong nơi bể khổ rước người trầm. Ngoài ba cái lực tham sân, si mê hoặc chướng nó dần xoay tan. Còn hai cái lực trầm khang,
lực mạng sao là lực nghi. Mạng là ti, mạng tự ti, mạng là kiêu, mạng khinh khi ngạo đời. Ti mạng cam đứng dưới người, tự cho mình các bụi đời rong rêu. Kiêu mạng ngỡ mình cao siêu, đứng trên thiên hạ hiếu hiếu mặt mày. Kiêu ti cũng một mạng này, thôi hư kinh mạng kiêu đầy tí dây. Kiêu ti nghĩ cũng hư đời, tạo nên lực tại xoay người đảo điên. Đứng không dựng ngồi không yên, cũng vì cái chữ mạng phiền não kia. Sao chữ mạng là chữ nghi, tại vì bởi tại cũng vì nghi. Trong bao điều đứng thế gian, cái điều đứng của nghi nan đứng đầu. Ai mà muốn được sống lâu, ai mà muốn khỏi đau đầu nhức tim. Ai mà muốn được bình yên, thì nên tìm cách vượt trên nghi tình. Nếu như có một cực hình, làm tình làm tội chúng sinh cực kỳ. Cực hình ấy chính là nghi, nó làm khô héo qua quỳ hướng dương. Nó làm dở nét kim cương, nó làm băng hoại tương thường tâm linh. Nó làm cái đẹp hết sinh, nó làm cái bạch cái tình ô bùng. Nói sao hết nỗi đoạn trường, của người lỡ bán linh hồn cho nghi. Linh hồn lỡ bán một khi, thì dù có nó xác chi không hồn. Hỏi ai trong cõi càng khôn, chưa từng nếm nỗi đoạn trường của nghi. Nỗi chua nỗi chát nỗi gì, nỗi cay nỗi đắng nỗi chi trên trần. Mà đêm sanh với nghi tâm, thì xem ra cũng có phân ít nhiều. Cái nghi tác quay tác hiểu, vật chỉ con dù thiếu điều sáng sơ. Nên ra tài kiếm tài cờ, chẳng nên thì chớ chẳng nhờ tài ai. Nam nhi hán tử anh tài, ấy do sức tự tại ngoài dũng thành. Còn như những kẻ phàm nhân, suốt đời bị tại nó dần nó xoay.
con dẫu quay quay gặm ra mỗi cái múa mai dài hề. Dương mà chi tướng mà chi, những người bị cái tại vì nó thương. Trăm năm trong cõi mộng thường gặm ra một tại cõi nguồn trầm đứng. Khiến ai gian diêu cõi trần, đi về một xác phàm nhân vật về. Ai rằng cuộc sống là thơ, ai rằng cuộc sống là tờ tâm kinh. Nếu không tự chủ lấy mình, thì muôn năm cũng lục bình trôi sông. Cũng vì chữ tài đúng không? Thank you.